Cá mú, bà con ta biết cá mú hết rồi phải không bà con? Cá mú là rất tốt cho sức khỏe mà cũng dễ tiền, mà dễ ăn, dễ sử dụng, dễ nấu nướng. Cho nên mọi người thấy cá mú nó tốt như vậy, nhưng mà có một số người, một số bệnh là vui lòng đừng ăn cá mú, đừng sử dụng cá mú mà nó ảnh hưởng cho sức khỏe nha bà con. Ảnh hưởng cho sức khỏe, cho nên những người này vui lòng đừng ăn cá mú, ăn vào bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi mà nó không tốt gì cho sức khỏe bà con à. Đó là những người đang giảm cân, tay chân hoạt động kém, dị tật, xương sống, cong lưng, xuất huyết, bệnh da liễu, mất sắc tố ở da, tổn thương ở da, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú là vui lòng đừng ăn cá mú, đừng dùng cá mú nha bà con. Còn ngoài ra cá mú nó tốt cho sức khỏe vì nó có protein, vitamin B2, D, E, BB và khoáng chất K, B, F, F, B, C, trẻ em ốm, người lớn gầy gầy, thai nhi chậm phát triển, xương, gân yếu, phù thủng suy nhược, cơ thể thì ăn như các loại cá bình thường khác mà ăn liền 6 ngày thì phải nghỉ 1 ngày đợi tiếp tục mới ăn bà con à. Bà con ơi, kênh chúng tôi một ngày có 4 video nói về đời sống và sức khỏe, bệnh gì nên ăn gì và bệnh gì không nên ăn gì. Bà con thấy được vui lòng đăng ký đó ủng hộ chúng tôi, và khi đăng ký 4 video nó sẽ đến với bà con ngay mỗi lần phát hành. Ngày nào cũng có 4 video bà con à. Cho nên bà con vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng nhau khỏe mạnh nha bà con. Cá mú, những người không nên ăn là người giảm cân, tay chân hoạt động kém, dị tật đường xương sống, cong lưng, xuất huyết, bệnh da liễu, mất sắc tố ở da, tổn thương, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú. Còn ngoài ra tất cả nó đều tốt, nó tốt cho sức khỏe vì nó có protein, vitamin B2, D, E, BB và khoáng chất C, A, B, pha, P, BK. Trẻ em ốm, người lớn gầy gầy, thai nhi chậm phát triển, nó tốt vô cùng. Nó tốt cho việc gân, xương yếu, phù thủng, suy nhược, cơ thể ăn các loại bình thường như các loại cá khác. Nhưng ăn 6 ngày thì phải nghỉ 1 ngày rồi mới ăn tiếp nha bà con. Ngày nào kênh video chúng tôi cũng có 4 video nói về đời sống sức khỏe, bệnh gì, ăn gì, ăn gì và không nên ăn gì. Bà con thấy được đăng ký để ủng hộ chúng tôi, và đồng thời như vậy là đăng ký rồi thì 4 video chúng tôi phát hành là có ngay mỗi ngày cho bà con, và vui lòng chia sẻ với mọi người cùng nhau mạnh khỏe nha bà con. Cảm ơn nhiều.